Đó. Ổn quá. Thôi đừng rủ tôi kéo, đừng lo kéo, lo kéo tôi vào bạn uống nước nữa mà. Giống giờ nói chung là buồn vui lẫn lộn ha. Có chuyện hoài luôn. Rồi nãy giờ sao ổn chưa? Gia đình hết lộn xộn chưa? Hết ha. Khỏe chưa? Chuyện đâu còn đó mà đừng có quả quá không được. Rồi không vậy? Vui vui ha. Vui mùa xuân trả lại ha. Rồi bữa nay rồi tự nhiên rồi nay rồi không nghĩ không ăn luôn cái gì nhịn ăn luôn rồi. Không nấu cơm luôn. Không nấu cơm luôn. Bữa nay là 10 gần 1 giờ 15 rồi mà chưa có nồi cơm luôn. Nồi nấu rồi mà cơm nấu rồi. Rồi này tính sao tính không ăn luôn hay sao? Đi vậy trời. Đồ ăn đâu? Có đồ ăn chưa? Có hộp dịch. Hộp dịch đó hả? Hộp dịch. Hộp dịch 2 ngày có ăn không nha? Không có, cái này mới luộc. Mới luộc nữa hả? Rồi bỏ rồi. Dịch luộc ha. Để có mua rau gì chưa? Chưa. Rồi các ơi. Do sáng giờ lo lộn xộn không mua rau mua gì gì chấm hết. Bỏ ăn luôn. Bỏ ăn luôn mà. Quá nè, bữa đó thì anh chị này kêu dọn nhà sạch sẽ rồi quét nhà sạch sẽ, chị chúc Phương lì xì cho mỗi người 200. Đó, công bằng nghe không ai rồi cảm ơn anh lo chị Trúc Phương luôn nha, chị Trúc Phương nghe là cho riêng anh Dũng nha, chị Trúc Phương đài loan cho riêng là tiền là anh Dũng cho anh Dũng xài đó, giờ xài nha. Rồi đó được chưa? Vừa chứ hai người là đồng đều. Dạ bà ngoại không có nha. Dạ bà ngoại để đằng sau dọn phụ đi nghe ngoại. Bà ngoại không có tham gia. Bà ngoại không có tham gia. Tham gia hả? Đó thấy là thương kệ đi, ai nói gì nói rồi đâu kệ đi. Ai cũng mày thí dụ mình lên mà 10 người cũng phải có vài người ghét chứ đâu ai thương hết được ha. Có giường có niệm luôn ha. Đây có giường niệm luôn. Rồi nay bà già vợ ra có nấu cơm gì cho bà ăn cho bà ngầm ăn hoài vậy? À, không dịch chứ có gì đâu không? Dạ, không dịch luôn hả? À. Dạ, không dịch suốt luôn hả? Ờ. Ừ. Không phải dạ, mới đi ăn anh nào nhả gì mà ăn. Cái gì bà nói vậy? Ngoại nói gì ngoại? Không dịch đâu ăn đâu. Trời ơi. Dịch chê hả? Ngoài ăn học dịch trong ăn. Vậy đâu cái gì trời? Đại ca đó. Tôm hùm. Tức tường ha với gạo luộc á. Mua tôm ăn không? Hay là mua tôm cho ngoại ăn đi. Mua tôm hùm á. Tôm hùm Alaska á. Thì giờ ra con cái ăn gì ngoại ăn đó chứ sao. Chứ giờ con cái khổ mà không có tiền. Tôi đâu bắt buộc đó đâu. Ừ. Tôi ăn gì tôi ăn. Nhưng mà ngon thì ăn, không ngon thì coi ha. Đúng rồi không à. Sáng về cũng làm cái mấy cục mứt của anh Dũng mà chứ giỡn à. Có đãi gì cho ăn không? Bà nó không ăn không vậy chị Huệ? Băng đâu không? Không có đâu chị, nó không có ăn. Rồi nãy là dàn xếp im hết rồi ha, không có rồi ha. Mà tôi không qua tới bên đó nữa đâu. Rồi kệ đi. Rồi ngồi đi mua nước dưỡng cho mát không ơi. Có tiền đó thì kiếm gì ăn bồi bổ đi. Cái này là anh Dũng, người ta cho riêng anh Dũng nha. Cho riêng. Đựng tiền của Thấm đâu đó nha, dạ. Tiền riêng đó. Nói chung người ta thương người ta cho mình là mình là... Ở đây thì nói chung anh em quay á, có nhiều người ta nói là nghèo không giúp, này tụi em quay vui giải trí rồi người ta thương người ta giúp nhân vật chứ không phải là nhân vật nghèo. Người ta cho thương người ta cho tiền. Nói chung tiền làm cực khổ mình đâu có xin ai đâu. Mình quay gia đình anh Dũng thôi, ví dụ người ta thấy thích vui vẻ thương người ta cho người ta xem video xin. Mình cảm thấy giải trí rồi mình đồng cảm với nhân vật thì người ta gửi giùm thôi chứ ở đây không phải là anh em quay hoàn cảnh kêu gọi người nghèo mà ở đây người ta thấy ta thương nhân vật. Dạ. Ta giúp cho nhân vật người ta ăn uống gì đó chuyện của người ta. Dạ. Chứ ai cũng có cái cảm nhận chứ đâu phải giờ lên mạng quay rồi lên diễn xuất rồi để xin tiền đâu. Ta tự nhà ta thấy thương ta cho. Dạ. Không ai ép được. Đó. Rồi để cho nói chung mạnh thường quân hổng gài á, giúp là giúp cho Thấm không à. Dạ. Hôm nay thấy anh Dũng chị Huệ cũng có tiền ta cho. Dạ. Còn ai mà ở đây mà tới sân si mà muốn kiểu như là ganh tị Thấm nữa thì cũng bó tay luôn rồi. Dạ. Nha. Người ta như vậy rồi mà còn mà ganh tị nữa cái, thì không biết nói sao luôn. Cái bữa mà mất triệu mấy đó. Dạ. Để chia sẻ lên cái ta nói diễn nữa người ta rồi. Nói diễn kiếm tiền nữa rồi. Không, cái diễn làm diễn là... có nghĩa là người ta không hiểu mình. À. Người ta nói là Thấm mất triệu gửi vậy á để lên xin tiền nhưng mà chắc là mất thiệt chứ ai đâu mất mà chứ đâu mất đâu. Nó thực tế thiệt. Hôm bữa giờ có lại nữa không? Không, nó trốn luôn rồi. Là mấy ngày là không lại luôn ha? Không. À, lúc mà chưa lấy được tiền là ở mấy ngày? Ở có 2 ngày. Ở 2 ngày liên tục ha. Mình kiếm coi để đâu. Chứ bây giờ thật chất mình cũng chưa bắt gặp nhưng mà thực tế tới ngày hôm nay thì không lại luôn. Mà lừa trước chưa được lấy thì 2-3 ngày liên tục. Không thấy anh Dũng khoe con heo đó, phải mà thấy con heo ngoài là mất sạch lên. Phải con heo là mấy triệu á. Bởi vì giờ cứ mua cái túi để bên mình luôn, móc của mình á, mai lại luôn, mai chỉ luôn thì đi đâu cổ theo người đi đi.
cứ sỏi thì sao? Người ta khổ còn chết, được con nhiêu đó để dành nữa thấm xanh nè, có tiền cũng lấy được. Bó tài. Bó tài. Mấy đứa đó mà em suy nghĩ gì? Nè, em nói người ta nói cho em nè. Tiền lẻ là cho để mình xài đó, cứ giữ riêng của mình xài. Cũng thấm là không dám đụng vô đâu. Cô bác biết là mấy bả kiểm lại là mấy bả lên đây là mấy bả biết hết rồi. Biết liền ha. Còn ở đây thì cô bác yên tâm mấy vụ xe là ở đây người ta chạm, người ta có trạm xá cái bên nè. Dạ. Người ta chở miễn phí phải không? Dạ, chở miễn phí. Đó, lo gì? Đi là nếu mà đi là khám đi hay là xanh là ở Long Xuyên. À, Long Xuyên. Ngày mai khám đúng không? Mai đi khám. Mai đi phải không? Mai đi khám cho thấm. Mấy bữa 14 mấy giờ đi? Mấy giờ đi? Mấy giờ đi không? Đi bằng gì á? Đi ai chở? Khám này chạm rồi đây nè. À, chạm gần này mới phải không? À, đi bộ được không? Đi bộ tới không? Tới cái bên đây nè. Hình như đối diện chợ thì sao phải không? Đâu có đây nè, đây xuống ngã tư là quẹo vô tới rồi. Đi khám rồi coi sao thường thường á. Khám mà có đem bảo hiểm theo anh Dũng? Có. Có ha. Có. Ta cũng nhắm ngày rồi đúng không? Dạ. Ta nhắm ngày ấy rồi chứ. Nói chung là gia đình anh Dũng là như ai cũng có bảo hiểm phải không? Người nghèo á, bảo hiểm tốt. Không, bảo hiểm tôi thì nó lấy lại nuốt mất tiêu rồi. Ai đấy? Bảo hiểm Dũng này khách sạn cái gì? Khách sạn. Tôi có lâu rồi, ba tôi chết từ ngày ba tôi tới giờ luôn. Nó lâu quá rồi, khác. Bảo hiểm bây giờ nếu mà ông ấy là phải mua. Mua tiền đâu mua? Phải mua đóng tiền. Còn có sổ hộ nghèo thì miễn phí mà sao? Dạ, nói với con nó có bảo hiểm hết trơn như hộ nghèo. Vậy là hai mẹ con có kia có anh Dũng là hộ giàu không có? Thôi. Huệ với nhà giàu lắm. Dạ. Dạ. Giàu lắm. Thành ra nó có bảo hiểm. Anh Dũng là tên thật là Trần Văn Hùng đó. Phải không? Trần Văn Hùng. Trần Văn Hùng. Ghẹo ổng. Trần Văn Hùng. Chọc nghe, chọc chồng nghe. Ờ, giờ mùa này chắc không có quá. Không có. 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 Có mà ít ha. Không, nhiều à. Ngồi điếc lỗ tai luôn à. Bữa nào không chỗ tài, bữa để người ta nói ông bữa nào tối ông nói không à. Đi, ông chỗ tài về bữa coi. Ra coi bắt ít bữa coi. Mà sợ mưa mấy anh ra không được á. Được, rồi được bình thường. Nó nói cho ông chỗ tài cái coi. Ông nói rồi, rồi. Nó ở đây làm biến rồi kêu rồi làm biến mà. Chỗ tài. Đây nè, hỏi chị Lon nè. Mình chỗ tài. Chỉ mua hết tôi hoài nè. Chỗ tài bớt ông bắt được nhiêu tôi mua hết về. Về làm mồi ăn đây nè. Mà mồi ở đây luôn mua. Rồi. Nha. Mua hết làm mồi đây. Không ai nào ở nhà tôi bắt tôi đang về tới chỗ luôn. Đi coi đi luôn. Đi quay sao? Đi tới 11, 12 giờ. Đi về á, người ta tưởng anh mua ngoài chợ. Tao nói ông mua ngoài chợ thà quay khúc ông bắt rồi á. Người ta mua hết luôn cho ông luôn. Rồi về đây mần đãi cho thấm ăn luôn. Giờ có không? Không, bây giờ lúa không của người ta chưa cắt mà sao được? Cắt lúa ha. Cắt lúa rất là mưa là nhiều lắm. Nó ra rồi nó kêu tôi cho anh bể lỗ tai luôn. Trời đất ơi, ghê ghê vậy. Thiệt chứ. Ít nuôi quá vậy. Ít nuôi gì, ít đậm mà nó chứ. Rồi vậy chị Huệ đi làm đồ ăn đi ăn đẩy mẹ về kìa, để bà về kìa. Rồi bây giờ thiệt luôn kìa. Rồi kìa kìa. Tại nãy giờ không có đồ ăn. Trời không mua thịt cá gì ra hết trơn chị Huệ ơi. Thôi vậy thôi, giờ con không mua, mẹ mốt mời ra mua cho con. Vậy ngày mai bà tự mà mua ra tí thịt đi. Rồi, đúng giờ, rồi. Huệ dọn đồ ăn ra đi, không giờ. Con giàu quá mà con không mua mà ra. Chị Huệ dọn đồ ăn ra. Rồi dọn ra gia đình có cái bộ gạt mới mình ăn mình khai trương cái đi. Các bạn coi gia đình ăn cơm trưa đi. Ăn cơm trưa luôn ha. Cơm chiều chứ trưa gì nữa. Cái này chung giờ 2 giờ luôn rồi còn trưa gì nữa. Chưa thử cái bàn mới đó. Rồi Dũng đưa cho. Ôi thương vợ ghê em trời. Nè, đưa tiền vợ dữ luôn. Tiền anh Dũng ăn chứ chị Huệ lấy rồi sao anh Dũng ăn. Đây đây nó mua gì nè. Trời ơi tiền chết tối mới cho ngủ à. Ok. Chữ vàng thiệt bà này. Rồi nhớ mua gì cho anh Dũng bồi bổ nghe. Má mua gì vậy? Có anh Dũng, bà nói gì chịu không? Không chịu à. Chịu đúng rồi. Rồi bà ngoại về luôn rồi. Cho bà hỏi mình lắm cho ngủ trừ á. Mày giận mới về rồi. Giận về ngoại. Rồi, nói giận luôn rồi. Từ hôm nay Tết vợ ngủ chung không? Không luôn, ngủ với người thấm nó canh thấm đó. Không ngủ chung luôn hả? Không. Đây nè. Dọn đi chị Huệ, dọn cơm mấy. Tâm đi rồi, để cho Dũng đi thôi. Không nóng tình cảm rồi. Lột qua học dịch đi, ăn cơm luôn. Dũng đổ rồi. Cơm đây qua trong bụng rồi, để anh Dũng, anh nãy Dũng đói á. Đi về luôn ngoại, đừng giận ngoại ơi. Trời ơi, học dịch tám chịu ăn, ba nói nghe mốt mua thịt heo bà mới ăn. Tiền đâu mà mua, người ta. Rồi học dịch đây, học dịch anh Dũng còn ăn học dịch nữa đây mà. Bắt buộc con nó mua đâu.
Đó, đậu phộng luôn rồi kìa. Anh Dũng về ăn đậu phộng nè, bà ngoại cho ăn thịt heo cho thịt heo ra. Đậu phộng luôn rồi. Mẹ dọn lẹ lẹ chứ quê lấy cái bàn ra chứ. Rung tay hết trơn nãy giờ. Bàn mới rồi chứ. Để bàn ghế ra bà khai trương bàn mới rồi coi. Rồi cả nhà ăn cơm rồi. Rồi mai mốt mà mẹ đi xa rồi không có ở nhà là ai giữ? Khóc dữ. Ôi chị luôn kìa, chị luôn kìa. Ghê ghê. Dữ luôn ha. Rồi em bé khóc rồi làm sao? Nhốt cho nó tính nha. Ừ. Bậy sữa ngủ ha, bậy sữa cũng ngủ ha. Rồi Thắm biết pha sữa cho con chưa? Mẹ ba, ở đó nó mẹ đi mà mẹ pha hoài. Vậy là mẹ pha trước rồi mẹ mới đi đúng không? Giờ bắt mẹ ba rồi, mẹ pha xong mẹ đi. Mẹ pha đi dành nha. Mẹ đi dành nha. Ví dụ mẹ mất công chuyện đi 3-4 ngày rồi sao? Con à, bây giờ anh hỏi nè. Em á, là một ngày em pha là 8 muỗng sữa và 8 cái muỗng ăn tăng. Thì trong cỡ 2 ngày là hết bọc sữa rồi. Tiền đâu có mà mình mua sữa tiếp. Đó à. Có đâu. Mua được tiền đâu mà có. Mẹ có. Rồi Thắm có đi làm phụ không? Sao vậy? Sao không đi làm? À, có con ha. Có con là không đi ha. Xong. Ý là có con ẩm, không có đi đâu chơi hết. Ở nhà thôi. Biết ẩm chưa? Ẩm sao? Ồ, đã ha. Trời ơi. Hay lắm. Thắm nãy cha Dũng kêu Thắm trả vàng. Thắm buồn không? Cũng buồn hả? Mà sao Thắm buồn dữ vậy? Thích không mà buồn. Bây giờ giờ cha bắt vô trả luôn rồi, giờ Thắm chịu không? Không chịu ha. Sao không chịu? Sao nãy cưng khóc chứ gì Thắm? Sao cưng khóc? À, buồn ha, buồn vũ bông ha. Đừng buồn. Nãy tính bỏ đi luôn phải không? Trời ơi. À. Bỏ đi ai nuôi? Bỏ đi ai nuôi con? Trời ơi, sao nuôi được? Được không? Nãy giờ Thắm có khuyên chơi ba Dũng bất nóng không? Mẹ phiên ha. Thắm có nói ba chưa? Thắm có nói ba không? Nói làm sao? Ba rồi trả tiền, trả vàng hết luôn rồi kìa. Rồi trả sữa luôn. Rồi Thắm có năn nỉ ba chưa? Ba có chịu chưa? Mời nè Thắm, mời kêu mẹ cắt móng tay đi, chắc có em rồi. Để móng tay dài. Không để móng tay được nha. Móng sơn, móng chân rồi tùm lum hết trơn nè. Mốt là cắt móng tay nha. Cắt móng tay hết. Không có để móng tay dài nữa. Làm bây giờ Thắm đang có mang là đừng có buồn. Tóc quá là em bé buồn á. Đừng buồn nha. Buồn á. Đừng có buồn nghe không? Đừng có đi nghe không? Trời ơi bà chạy không á. Bà chạy không chứ bà không đi không nữa. Tóc đâu á. Chạy không có được nghe không? Chạy như sóc vậy á. Đá là kêu ba Dũng với mẹ hoặc mẹ Huệ mua. Trời ơi. Thắm mua à, tại vì biết sao không, hôm giờ Thắm bị đau bụng á, ở nhà lăn lóc không à, buồn. Quá thèm nước ngọt. Nãy quất một hết một lon rồi phải không, một ca rồi phải không? Nước ngọt thì ở nhà nhiều lắm, mà không có đá. Ủa không có tốt, nước ngọt nhiều không có cốt nghe không? Được không, uống được không? Hả? Bác sĩ nói sao, bác sĩ nói uống được không? À vậy hả, đó nữa hả, uống được hết nha. Tắm như mới gội đầu hay gì á. Mới gội đầu mới tắm. Hay tóc ngứt rượt. Tắm nó đi chơi phải không? Trời ơi đi chơi á, đi chơi đó kìa. Kiếm chơi sang hả gì? Kiếm sang hả? Trời ơi kiếm sang kìa. Trời ơi ghê. Ghê thiệt. Sang đâu kiếm? Phải không? Biết nhà không? Biết nhà sang không? Có xuống dưới lần nào chưa biết? Xuống rồi. Rồi luôn hả? Ai trả xuống? Ai dẫn xuống? Mẹ ha. Xuống dưới làm gì? Xuống dưới làm hả? Chơi hả? Xuống dưới chơi hả? Trời ơi, xuống dưới thằng sang có cho ăn bánh không? Bánh gì? Bánh. À, phá hả? Kể. Nhắc tới sang là vui liền. Nhắc, ha. Nhớ sang không? Nhớ. Nhớ hả? Có gửi lời gì không? Không. Hồi sáng thì nó chia tay và nó nhớ. Sao như nắng mưa quá. Nắng mưa quá à. Hồi sáng thì nó chia tay rồi.
con thì chia tay rồi. Giờ nhớ nước Sang xuống chịu không? Chịu ha. Chịu qua. Nói thôi chia tay với Sang rồi này. Chói ha. Chịu qua nói không cho Sang gặp mặt. Ai kêu không chịu thăm con giờ chịu rồi ha. Sang lại thì khoe cho Sang có thấm có đẹp bông mới. Giờ Sang về chung là chắc là thấm vui lắm á. Thương ha. Có chụp hình với Sang thấm nào chưa? Có luôn hả? Trời ơi, vậy. Nói anh Sang ơi xuống thăm em đi. Nói đi. Nói anh Sang ơi xuống thăm em, xuống thăm em đi. Em buồn quá. Sang ơi xuống thăm em. Nói đi. Nói thằng Sang nó mới thấy, nó mới xuống như đi chơi tối ngày kìa. Sáng giờ ăn cơm gì chưa? Trời đất ơi. Giờ này chưa cho ăn cơm nữa. Nãy để đổ thừa thôi, mẹ cho ăn dĩa cơm rồi đó. Giờ lắc đầu nữa, hồi mẹ vô mẹ la bây giờ nè. Hồi nãy thôi không mẹ không ăn cơm, mẹ nói cho ăn một chén một dĩa rồi. Đổ thừa bả hồi bả la bây giờ nè. Ở đó lắc đầu. Giữ chưa ăn cơm chiều thì được. Đó, mới nhắc cái đạp luôn nè. Thôi mẹ đem ra đây đi. Mẹ đem ra đây nè. Nè, mới nói bà không cho ăn cơm vậy. Không cho ăn cơm gì, nói là bà quệ không cho ăn cơm. Ra đây ăn cho mát. Không có, bà nghe nó không ăn cơm bà la. Bấy cơm đi, quệ ơi. Bà nghe nó không ăn cơm bà la đó. Bấy cơm đi, sữa luôn. Để mẹ đem, mẹ đem cơm mà cho mẹ không cho ăn ha. Tối rồi. Tố cáo. Sắm cuộc tóc lên cho gọn thắm. Mới tắm á. Không có thun. Không có thun. Không có thun hả? Mới để cho khô chút đi cậu. Mới tắm mà. Ai tắm cho thắm vậy? Mẹ nữa hả? Có gội đầu không? Sao Tết hình như nhộm tóc vàng tóc đỏ rồi cho đẹp. Ừ? Có nhộm không? Có ha. Vô ăn cơm sữa đây nè. Đem ra đây chị Quế ơi. Trời ơi, nghỉ trưa ngủ trưa đi. Đâu có nghỉ trưa đâu. Bừng ngủ chưa thắm? Ăn để chưa ăn mà ngủ gì? Bừng ngủ chưa? Ăn để vô ngủ nghỉ cho khỏe. Kìa mẹ đem đồ ăn ra kìa. Ăn xuống rồi kìa. Mới nóng nước rồi biết chừng nào uống này sẽ thấm đói rồi nha. Chị Quệ sao thấm nói sao chưa cho ăn nè. Mẹ phải phục vụ đầy đủ nha. Phục vụ mới được nha. Gì giờ gì cũng mẹ không rồi đó. Sữa cũng mẹ, giờ con giữ con cũng mẹ, quậy sữa cũng mẹ hết luôn á. Mẹ là không được là mệt á. Nghiệp vụ. Trời ơi. Biết thắt bính không thắm? Thắt bính này thắt. Mẹ lại thắt đi. Nào biết thắt đâu? Nghĩ ta vậy sao biết thắt? Biết. Tóc ngắn sao thắt? Được. Tao lại thắt đi. Chi quệ cái thắt luôn này. Toàn nhân tài. Thợ chợ Vinh không à? Thợ này chỉ biết cạo thôi chứ thắt không khỉ chứ thắt. Chuẩn bị giúp cho anh Xui nữa. Anh chuẩn bị qua bên anh Xui hết tóc nữa nè. Hổng hút cho ba rồi. Ba Dũng hôm nay hớt cho ba Toàn. Giờ thợ là chỉ đẩy không à. Biết không? Biết ba Toàn không? Biết. Biết không? Biết không? Biết không? Biết không? Biết không? Nghe lâu rồi như không có gặp. Thắm không có gặp. Nhi thì biết. Ê cái con nhỏ nhỏ hổng đâu qua không gặp nó ta. Còn. Nó bà ngoại giữ. Vậy hả? Ừ. Sợ không? Giờ nhớ nhỏ nhỏ không? Không. Nhớ cái con nhỏ mà ở chung á, ăn hiếp không? Không. Sao không? Không không. Hả? Không. Ừ. Nhỏ tóc vàng có lại thăm thắm nữa không? Tay hoài. Không dám lại luôn phải không? Rồi lấy tiền có thắm hay gì mà thắm không dám lại à. Đó lại ở đâu ta? Gần bạn hay sao? Bạn lấy hết chuyện mấy rồi. Như được. Đâu bắt được. Nhưng mà đi lại luôn mấy ngày nay không lại luôn. Đi thôi chứ đâu bắt được. Bình thường là lại hàng ngày luôn. Ừ. Ngủ luôn ngày nay mất tiêu rồi. Như sao? Trời mất tiền nữa hả? Buồn không thấm. Buồn quá khóc không. Cô thấm hết dám về làng luôn rồi. Thấm nhỏ lấy tiền thấm lớn. Cô thấm không về. Cô thấm về làng. Giờ cô thấm. Bây giờ đi. Thấm ca một bài tặng mấy anh đi. Hát cả lường đi. Hát bài Lương Xuân Bá chúc anh đài. Lương Xuân Bá chúc anh đài. Ca coi. Ra bài tặng Sang coi. Sang ơi giờ này anh đang ở nơi đâu? Anh có biết rằng thấm chờ anh mấy ngày qua không? Bà con cô bác ơi, có ai thấy anh Sang ở đâu không? Tìm dùng giúp em thấm. Hồi nãy cưng nói nhớ thôi Sang qua anh tìm chịu không? Chịu không?
đi tìm Thắm nha Sang nha. Alo Sang hả? Đang đâu hả? Đang chơi Cần Đăng kìa. Sang đang Cần Đăng kêu lại nha. Mày đang Bình Định kìa, đang Bình Định kìa. Hả? Kê hả? Nhà hả? Tao biết ở nhà. Nhà luôn này hả? Dịch dữ trời. Hả? Này dịch dữ trời. Mới đây qua nhập dịch. Qua nhập ơi, cốt mà. Cốt mà. Tại ơi, tao xuống này trong nghề cả năm trước rồi đó. Cùng cũng nghề. Nghề. Cái pháp biết liền á. Dịch hay lắm. Nhà trả xuống gặp Sang nha. Dạ. Tôi xin mẹ đi. Gầu rồi em nghe xin mẹ yếu liền. Nghe xin mẹ. Bây giờ rước Sang lên đây nha. Bây giờ nè. Thắm nói đi mẹ ơi, con rước anh Sang lên nha. Để coi bà cho phản ứng sao. Ừ, cho đỡ buồn ha. Tự đi luôn hả? Tự đi luôn hay sao? Tự đi được không? Anh này chở được không? Anh này chở đi được không? Được ha. Tới như nhà Sang ha. Giờ nè, lấy cái xuồng nè, lấy cái xuồng sau lưng nè. Bơi xuồng đi. Bể rồi. Bể cũng bơi nữa. Yêu nhau mấy đứa cũng chèo mấy xong cũng lội mấy lèo cũng qua giờ bể xuồng cũng bơi. Bây giờ nè, Sắm Thắm vô nhà, chuẩn bị gói đồ đi qua nhà Sang luôn. Thắm biết bơi không? Chứ giờ ở đây lộn xộn quá rồi, sao ở được? Biết bơi không Thắm? Rồi. Không mình vô thùng ở sau đây mình đi được không? Cái thùng sau lưng cũng được kìa. Thôi. Thôi này xin mẹ đi, mẹ cho mới đi được cái mẹ cho nó. Đồ đi chứ giờ ở đây lộn xộn quá. Ngày nào đi vô lấy đồ đi nghe. Lấy đồ đi chuẩn bị đi nè. À, vô lấy đồ xếp đồ đi Thắm. Đi vô lấy đồ đi. Đi đi. Mẹ không cho hả? Mẹ không cho, mẹ không cho. Xin đi chưa xin sao biết? Xin đi, xin đi. Đó, vậy hả? Kỳ quá hả? Kỳ quá. Thôi để rước Sang qua đi. Rồi giờ đi qua với thằng Sang là vậy rồi không có cái gì ăn là lấy gì mà sống. Hả? Bánh hả? Cái gì dịch coi? Dịch cái gì? Dịch không gì bánh gì. Phải không? Bánh. Bánh rồi tiền đâu mua? Đó. Oh. Okay. Tiền nhá. Gửi con cốc luôn. Gõ bịch lên. Đâu tiền đâu? Nhiêu khoe coi. Ừ. Đâu? Tiền nhiều lắm á, đừng giỡn hả? Ơi dữ kìa. 100.000 luôn nè. Rồi nhiêu đó đủ rồi ơi. Rồi cắt vô đây. Cắt vô đây. Rồi. Đó vụ đủ mua 2-3 ngày ăn rồi hết rồi. Rồi rồi mày sửa tiền đâu mua sữa con. Để mẹ đó hả? Đi mẹ không cho bỏ đi, bà bỏ luôn lấy gì bà cho tiền. Nội đó kìa. Đó mà thằng nào nó quăng cái bịch xuống nghe, bỏ tật. Có ở trên nó phạt xuống. Ừ, quăng cái bịch xuống cho bỏ tật. Đi. Rồi đi uống sữa Thắm mày. Ha. Đó, Thắm vô gầu nữa kìa. Gầu đâu vô? Vô tóc lộn vô gầu. Ủa thấy tóc sao nó có chứng chí chỉnh hay gì kìa Thắm? Trời chứng chí luôn kìa. Mà pha cái buổi trời mà chưa có ly sữa cho nhỏ đâu trời. Đói rồi Thắm ơi. Chọc Thắm hoài. Mẹ lẹ lên con đói rồi kìa. Cháu đói rồi nãy pha sữa. Nửa cái buổi trời mà chưa có ly sữa cho nhỏ luôn. Ủa đi đâu ra rồi, mất ra. Rồi đâu ra con. Nãy giờ phá ra. Mình ơi, phá nãy giờ chưa chắc biết mở. Chắc biết mở. Đâu vô coi. Để vô mở coi, mở ra cái coi.